dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, đại diện Bamboo Airways cho biết hãng đã sẵn sàng mọi nguồn lực để tăng tải các đường bay trọng điểm và khai trường loạt đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân. Đón đầu làn sóng mở cửa du lịch cũng như phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Bamboo Airways đã và đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực, bao gồm nhân lực và vật lực, cũng như các phương án tối ưu nhất cho kế hoạch khai thác, sẵn sàng bay 100% công suất. Trong thời gian tới, Bamboo Airways dự kiến tăng 15% cung ứng tải nội địa. Trước nhu cầu hàng không được dự báo tăng mạnh trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Bamboo Airways dự kiến tăng 15% cung ứng tải nội địa. Với kế hoạch này, Bamboo Airways tiếp tục tăng tần suất bay trên toàn mạng bay, trong đó tập trung vào đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, các đường bay du lịch đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn cùng các tuyến bay đi và đến các địa phương có nhu cầu cao như Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Bên cạnh đó, Bamboo Airways chủ động bố trí các sản phẩm bay tối muộn sau 20 giờ đi và đến các điểm du lịch và đưa khách về từ các điểm du lịch sau 23 giờ để kịp thời cung ứng tải, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của đông đảo người dân trong giai đoạn nghỉ lễ.